Này Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, không có thân và nghiệp của thân, không có ngữ và nghiệp của ngữ, không có ý và nghiệp của ý. Này Xá Lợi Tử, nếu đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, đắc thân khẩu ý nghiệp và các nghiệp của nó, thì nổi tâm san tham, phạm giới, sân giận, biếng nhác, tán loạn và ác tuệ. Này Xá Lợi Tử, nếu đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa mà có tâm như vậy thì không có vấn đề ấy. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa tạo ra ba loại thô trọng về thân khẩu ý cũng không có vấn đề đó. Vì sao? Này Xá Lợi Tử, vì các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa có khả năng làm thanh tịnh ba thô trọng về thân khẩu ý nghiệp. Xá Lợi Tử bạch Phật, bạch Thế Tôn, đại Bồ Tát làm thanh tịnh ba thô trọng về thân khẩu ý như thế nào? Phật dạy: Này Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, không đắc thân và thô trọng của thân, không đắc ngữ và thô trọng của ngữ, không đắc ý và thô trọng của ý. Này Xá Lợi Tử, như vậy là đại Bồ Tát có khả năng làm thanh tịnh ba thô trọng về thân khẩu ý. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, nếu đại Bồ Tát từ khi mới phát tâm có thể thọ trì đầy đủ 10 thiện nghiệp đạo, không có tác ý về thanh văn độc giác mà luôn nhớ nghĩ độ thoát tất cả hữu tình. Này Xá Lợi Tử, đại Bồ Tát ấy cũng gọi là có thể làm thanh tịnh ba thô trọng. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, có đại Bồ Tát tu hành 6 pháp Ba La Mật Đa làm thanh tịnh đạo Bồ Đề. Xá Lợi Tử bạch Phật, bạch Thế Tôn, thế nào gọi là đại Bồ Tát làm thanh tịnh đạo Bồ Đề? Phật dạy: Này Xá Lợi Tử, nếu đại Bồ Tát khi tu Bồ Tát hạnh không đắc thân nghiệp, không đắc ngữ nghiệp, không đắc ý nghiệp, không đắc bố thí Ba La Mật Đa, không đắc tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự Bát Nhã Ba La Mật Đa, không đắc thanh văn, không đắc độc giác, không đắc Bồ Tát, không đắc Như Lai, không đắc tất cả pháp, này Xá Lợi Tử, đó là đạo Bồ Đề mà đại Bồ Tát làm thanh tịnh. Này Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát tu hành 6 pháp Ba La Mật Đa hướng đến đạo Bồ Đề thì không có gì ngăn cản được. Khi ấy Xá Lợi Tử bạch Phật, bạch Thế Tôn, vì sao đại Bồ Tát tu hành 6 pháp Ba La Mật Đa hướng đến đạo Bồ Đề không có gì ngăn cản được? Phật dạy: Này Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát tu hành 6 pháp Ba La Mật Đa không chấp giữ sắc, không chấp giữ thọ tưởng hành thức, không chấp giữ nhãn xứ sắc xứ, không chấp giữ nhĩ xứ thanh xứ, không chấp giữ tỷ xứ hương xứ, không chấp giữ thiệt xứ vị xứ, không chấp giữ thân xứ xúc xứ, không chấp giữ ý xứ pháp xứ, không chấp giữ nhãn giới sắc giới nhãn thức giới, không chấp giữ nhĩ giới thanh giới nhĩ thức giới, không chấp giữ tỷ giới hương giới tỷ thức giới, không chấp giữ thiệt giới vị giới thiệt thức giới, không chấp giữ thân giới xúc giới thân thức giới, không chấp giữ ý giới pháp giới ý thức giới, không chấp giữ địa giới, không chấp giữ thủy hỏa phong không thức giới, không chấp giữ bốn niệm trụ, không chấp giữ bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo, không chấp giữ bố thí Ba La Mật Đa, không chấp giữ tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự Bát Nhã Ba La Mật Đa, không chấp giữ mười lực Phật, không chấp giữ bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt 18 pháp Phật bất cộng, không chấp giữ quả dự lưu, không chấp giữ quả nhất lai bất hoàn A La Hán, không chấp giữ độc giác Bồ Đề, không chấp giữ hạnh đại Bồ Tát, không chấp giữ quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Này Xá Lợi Tử, do nhân duyên này mà các đại Bồ Tát tu hành 6 pháp Ba La Mật Đa tăng trưởng mạnh mẽ hướng đến đạo Bồ Đề không có gì ngăn cản. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, có đại Bồ Tát an trụ vào Bát Nhã Ba La Mật Đa, màu viên mãn trí nhất thiết trí, thành tựu thắng trí cho đến đóng cửa tất cả các con đường, đưa đến cảnh giới ác, được thân trời người không còn nghèo khổ, các căn được đầy đủ tướng mạo đẹp đẽ, được trời người thế gian đều kính mến. Khi ấy Xá Lợi Tử bạch Phật, bạch Thế Tôn, thế nào gọi là đại Bồ Tát thành tựu được thắng trí? Phật dạy:
Này Xá Lợi Tử, nhờ thành tựu trí này mà các đại Bồ Tát thấy tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác khắp hằng hà sa số thế giới chư Phật trong mười phương, được nghe hết thảy âm thanh của chư Phật thuyết pháp, thấy tất cả thanh văn độc giác Bồ Tát tăng vân vân ở trong hội, và thấy rõ tướng trang nghiêm thanh tịnh của cõi ấy. Này Xá Lợi Tử, nhờ thành tựu trí này mà các đại Bồ Tát không có tưởng về thế giới, không có tưởng về Phật, không có tưởng về Pháp, không có tưởng về Thanh Văn Tăng, không có tưởng về Bồ Tát Tăng, không có tưởng về Độc Giác, không có tưởng về mình, không có tưởng về người, không có tưởng về sự trang nghiêm thanh tịnh của cõi Phật. Này Xá Lợi Tử, nhờ thành tựu trí này mà các đại Bồ Tát tuy hành bố thí ba la mật đa nhưng không đắc bố thí ba la mật đa. Mặc dầu hành tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa nhưng không đắc tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa. Mặc dầu tu bốn niệm trụ nhưng không đắc bốn niệm trụ. Mặc dầu tu bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, nhưng không đắc bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo. Mặc dầu đầy đủ mười lực Phật mà không đắc mười lực Phật. Mặc dầu có bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng, nhưng không đắc bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng. Này Xá Lợi Tử, đó là đại Bồ Tát ấy được thành tựu thắng trí. Nhờ trí này mà các đại Bồ Tát mau viên mãn tất cả Phật Pháp, mặc dầu có thể viên mãn tất cả Phật Pháp nhưng không chấp thủ. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, có đại Bồ Tát tu hành 6 pháp ba la mật đa, đạt được 5 loại mắt thanh tịnh. Đó là nhục nhãn, thiên nhãn, tuệ nhãn, pháp nhãn và Phật nhãn. Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là đại Bồ Tát được nhục nhãn thanh tịnh? Phật dạy: Này Xá Lợi Tử, có đại Bồ Tát với nhục nhãn có thể thấy 100 du thiện na do tuần. Có đại Bồ Tát với nhục nhãn có thể thấy 200 du thiện na. Có đại Bồ Tát với nhục nhãn có thể thấy 300 cho đến 1000 du thiện na. Có đại Bồ Tát với nhục nhãn có thể thấy cõi châu thiện bộ. Có đại Bồ Tát với nhục nhãn có thể thấy 2 đại châu. Có đại Bồ Tát với nhục nhãn có thể thấy 4 đại châu. Có đại Bồ Tát với nhục nhãn có thể thấy tiểu thiên thế giới. Có đại Bồ Tát với nhục nhãn có thể thấy trung thiên thế giới. Có đại Bồ Tát với nhục nhãn có thể thấy 3000 đại thiên thế giới. Này Xá Lợi Tử, đó là đại Bồ Tát đạt được nhục nhãn thanh tịnh. Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là đại Bồ Tát được thiên nhãn thanh tịnh? Phật dạy: Này Xá Lợi Tử, thiên nhãn của đại Bồ Tát có thể thấy như tất cả thiên nhãn của trời tứ đại thiên vương chúng, trời 33, trời dạ ma, trời đâu xuất đà, trời lạc biến hóa, trời tha hóa tự tại. Cũng có thể thấy như thiên nhãn của tất cả trời phạm chúng, trời phạm phụ, trời phạm hội, trời đại phạm. Cũng có thể thấy như thiên nhãn của tất cả trời quang, trời thiểu quang, trời vô lượng quang, trời quang âm. Cũng có thể thấy như thiên nhãn của tất cả trời tịnh, trời thiểu tịnh, trời vô lượng tịnh, trời biến tịnh. Cũng có thể thấy như thiên nhãn của tất cả trời quảng, trời thiểu quảng, trời vô lượng quảng, trời quảng quả. Cũng có thể thấy như thiên nhãn của tất cả trời vô tưởng, hữu tưởng. Cũng có thể thấy như thiên nhãn của tất cả trời vô phiền, trời vô nhiệt, trời thiện hiện, trời thiện kiến, trời sắc cứu cánh. Này Xá Lợi Tử, có đại Bồ Tát có thể thấy bằng thiên nhãn tất cả những gì mà thiên nhãn của tất cả trời tứ đại thiên vương chúng cho đến trời sắc cứu cánh không thể thấy được. Này Xá Lợi Tử, thiên nhãn của các đại Bồ Tát có thể thấy và biết rõ như thật các loại hữu tình chết nơi này, sanh vào chỗ kia, trong hằng hà sa số thế giới khắp mười phương. Này Xá Lợi Tử, đó là thiên nhãn thanh tịnh của đại Bồ Tát. Xá Lợi Tử lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là đại Bồ Tát được tuệ nhãn thanh tịnh? Phật dạy: Này Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát có tuệ nhãn thanh tịnh, không thấy có pháp hữu vi, pháp vô vi, pháp thiện, pháp ác, pháp hữu tội, pháp vô tội, pháp hữu lậu, pháp vô lậu, pháp có nhiễm, pháp lìa nhiễm, pháp thế gian, pháp xuất thế gian, pháp tạp nhiễm, pháp thanh tịnh.
Này Xá Lợi Tử, tuệ nhãn của Đại Bồ Tát ấy không thấy có pháp có thể thấy, có thể nghe, có thể hay, có thể biết. Này Xá Lợi Tử, đó là Đại Bồ Tát được tuệ nhãn thanh tịnh. Xá Lợi Tử lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát được pháp nhãn thanh tịnh? Phật dạy: Này Xá Lợi Tử, pháp nhãn của Đại Bồ Tát có thể biết rõ như thật những sự sai khác của các loại hữu tình, nghĩa là biết rõ hạng này là tùy tín hành, hạng này là tùy pháp hành, hạng này là vô tướng hành, hạng này là trụ không, hạng này là trụ vô tướng, hạng này là trụ vô nguyện, hạng này là do ba pháp môn giải thoát phát sanh năm căn, do năm căn mà phát sanh vô gián định, do vô gián định mà phát sanh giải thoát tri kiến, do giải thoát tri kiến mà vĩnh viễn đoạn trừ ba kiết sử, đó là thân kiến, giới cấm thủ và nghi. Nhờ đoạn trừ ba kiết sử này mà đắc quả dự lưu, đây là bắt đầu phần tu đạo làm mỏng dục tham và sân mà đắc quả nhất lai. Từ đây nhờ thượng phẩm tu đạo trừ sạch dục tham và sân mà đắc quả bất hoàn. Từ đây lại nhờ tăng thượng tu đạo trừ sạch năm thuận thượng phần kiết sử, đó là sắc tham, vô sắc tham, vô minh, mạn, trạo cử. Nhờ đoạn trừ năm thượng phần kiết sử mà đắc quả A-la-hán. Nhờ pháp môn giải thoát không mà phát sanh năm căn, nhờ năm căn mà phát sanh vô gián định, nhờ vô gián định mà phát sanh giải thoát tri kiến, nhờ giải thoát tri kiến mà vĩnh viễn đoạn trừ ba kiếp, đắc quả dự lưu nói rộng cho đến đắc quả A-la-hán. Như vậy, nhờ pháp môn giải thoát vô tướng mà phát sanh năm căn, nhờ năm căn mà phát sanh vô gián định, nhờ định vô gián mà phát sanh giải thoát tri kiến, nhờ giải thoát tri kiến mà vĩnh viễn đoạn trừ ba kiết sử, đắc quả dự lưu nói rộng cho đến đắc quả A-la-hán. Như vậy, nhờ pháp môn giải thoát vô nguyện mà phát sanh năm căn, nhờ năm căn mà phát sanh định vô gián, nhờ định vô gián mà phát sanh giải thoát tri kiến, nhờ giải thoát tri kiến mà vĩnh viễn đoạn trừ ba kiết, đắc quả dự lưu, nói rộng cho đến đắc quả A-la-hán. Như vậy là nhờ pháp môn giải thoát không vô tướng, nhờ pháp môn giải thoát không vô nguyện, như vậy là nhờ pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, nói rộng cũng như vậy. Này Xá Lợi Tử, đó là Đại Bồ Tát được pháp nhãn thanh tịnh. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, pháp nhãn của các Đại Bồ Tát có thể biết như thật tất cả pháp tập đều là pháp diệt, do biết như vậy liền đắc năm căn. Này Xá Lợi Tử, đó là Đại Bồ Tát đắc pháp nhãn thanh tịnh. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, pháp nhãn của Đại Bồ Tát có thể biết như thật, Đại Bồ Tát này ban đầu phát tâm tu hành bố thí trì giới ba la mật đa, thành tựu tín căn và tinh tấn căn, dùng phương tiện thiện xảo suy nghĩ đến nơi thọ thân của mình để tăng trưởng pháp lành. Đại Bồ Tát ấy sanh vào đại tộc Sát Đế Lợi cho đến sanh vào đại tộc Cư Sĩ, hoặc sanh lên cõi trời Tứ Đại Thiên Vương chúng cho đến sanh vào cõi trời Tha Hóa Tự Tại, an trụ vào những nơi đó mà làm cho chúng sanh được thành tựu, bố thí cho hữu tình đủ loại vật ưa thích, làm trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật, phụng thờ Như Lai ứng chánh đẳng giác, và cung kính cúng dường tôn trọng ngợi khen, không rơi vào những địa vị thanh văn độc giác, cho đến khi đạt quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, không bao giờ thối chuyển. Này Xá Lợi Tử, đó là Đại Bồ Tát được pháp nhãn thanh tịnh. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, pháp nhãn của Đại Bồ Tát có thể như thật biết, Đại Bồ Tát ấy đã được thọ ký quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Đại Bồ Tát ấy chưa được thọ ký quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Đại Bồ Tát ấy đã đắc bất thối chuyển. Đại Bồ Tát ấy chưa đắc bất thối chuyển. Đại Bồ Tát ấy thần thông đã viên mãn. Đại Bồ Tát ấy chưa viên mãn thần thông. Đại Bồ Tát ấy có thể đến hằng hà sa số thế giới chư Phật trong mười phương để cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen chư Phật Thế Tôn. Đại Bồ Tát ấy không thể đến hằng hà sa số thế giới chư Phật trong mười phương để cúng dường cung kính tôn trọng ngợi khen chư Phật Thế Tôn. Đại Bồ Tát ấy đã đắc thần thông. Đại Bồ Tát ấy chưa đắc thần thông. Đại Bồ Tát ấy đã trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật. Đại Bồ Tát ấy chưa trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật.
Đại Bồ Tát ấy đã làm chúng sanh được thành tựu, Đại Bồ Tát ấy chưa làm chúng sanh được thành tựu, Đại Bồ Tát ấy đã được chư Phật khen ngợi, Đại Bồ Tát ấy chưa được chư Phật khen ngợi, Đại Bồ Tát ấy đã gần gũi chư Phật, Đại Bồ Tát ấy chưa gần gũi chư Phật, Đại Bồ Tát ấy sống lâu vô lượng, Đại Bồ Tát ấy sống có giới hạn, Đại Bồ Tát ấy khi đắc Bồ Đề có vô lượng bí xô tăng, Đại Bồ Tát ấy khi đắc Bồ Đề bí xô tăng có giới hạn. Đại Bồ Tát ấy khi đắc Bồ Đề có Bồ Tát tăng, Đại Bồ Tát ấy khi đắc Bồ Đề không có Bồ Tát tăng, Đại Bồ Tát ấy có hạnh khổ khó hành, Đại Bồ Tát ấy không có hạnh khổ khó hành, Đại Bồ Tát ấy đã ở vào thân cuối cùng, Đại Bồ Tát ấy chưa ở vào thân cuối cùng, Đại Bồ Tát ấy đã ngồi tòa Bồ Đề, Đại Bồ Tát ấy chưa ngồi tòa Bồ Đề, Đại Bồ Tát ấy bị ma đến quấy nhiễu, Đại Bồ Tát ấy không có ma đến quấy nhiễu. Này Xá Lợi Tử, đó là Đại Bồ Tát đắc pháp nhãn thanh tịnh. Khi ấy Xá Lợi Tử lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát đắc Phật nhãn thanh tịnh? Phật dạy: Này Xá Lợi Tử, tâm Bồ Đề không gián đoạn, các Đại Bồ Tát nhập vào kim cương dụ định nên đắc trí nhất thiết tướng, thành tựu 10 lực Phật, 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng, đại từ đại bi, đại hỷ đại xả, đắc Phật nhãn thanh tịnh. Nhờ đắc được Phật nhãn này nên các Đại Bồ Tát không còn chỗ nào mà không thấy, không có gì mà không nghe, không có điều gì mà không biết, không sự kiện nào mà không nhận thức. Này Xá Lợi Tử, đó là Đại Bồ Tát đắc Phật nhãn thanh tịnh. Này Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát muốn đắc năm loại mắt thanh tịnh như vậy thì nên học 6 pháp Ba La Mật Đa. Vì sao? Này Xá Lợi Tử, vì 6 pháp Ba La Mật Đa ấy có khả năng bao gồm tất cả pháp lành thù thắng, đó là tất cả pháp lành của Thanh Văn, pháp lành của Độc Giác, pháp lành của Bồ Tát, pháp lành của Như Lai. Này Xá Lợi Tử, nếu ai nói Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu có khả năng bao gồm tất cả pháp lành thù thắng thì đó là nói đúng. Vì sao? Vì Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu là mẹ của tất cả pháp lành, có thể sanh ra tất cả Ba La Mật Đa và công đức thù thắng của năm loại mắt vân vân. Này Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát muốn đắc năm loại mắt thanh tịnh như vậy thì phải học Bát Nhã Ba La Mật Đa. Này Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát muốn đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề phải học năm loại mắt. Này Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát học năm loại mắt thì nhất định đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Hết quyển thứ 481.